Rượu ngon. Quan huynh nè, cái dọc đường làm cho huynh tốn kém rồi. Thật không ngờ đó, huynh là hữu chìm hả? Tủ lượng tốt ghê đó. Hey, ta nói huynh nghe nè Hoàng huynh, bình thường ta không hay uống rượu ha, nhưng mà có rượu miễn phí không uống là không nể mặt rồi. Thì ra huynh là chuyên gia uống rượu chùa hả? Nè, nhưng mà nói thật nha, vì để tạ ơn huynh, lần này đã giúp ta, ta nói huynh nghe, ta có mấy bình rượu rất ngon. Ở trong tiêu cục của ta, do ông cố của ta, với ông cố ta đã ủ mấy trăm năm để lại đó. Nè, vậy sau khi quay về, có thời gian, ta nhất định sẽ cùng huynh uống một trận ra trò. Hey, huynh nói ta uống rượu chùa, ta thấy huynh mới là đồ keo kiệt đó. Hả? Cái dọc đường chỉ lấy rượu này để lấy lòng cái bụng ta. Có rượu ngon sao không nói sớm hả? Còn nói có thời gian mới mời uống, cần phải có thời gian sau. Sao huynh giỏi rào trước vậy? Nếu mà ta nhỏ mọn, ta đã không nói với huynh chuyện ta cất giấu rượu ngon rồi. Ta nói với huynh làm gì? Huynh nói có đúng vậy không? Ta thấy huynh bình thường bận rộn quá, hết chạy đông rồi chạy tây, nên sợ huynh không rảnh thôi. Không biết được lúc nào ta rảnh sao? Bây giờ ta đang rảnh. Hả? Chúng ta nhanh chóng quay về đi ha. Mau lấy rượu ngon ra uống, uống hết 3 ngày 3 đêm sao được, hả? Không thành vấn đề. Bây giờ đi ngay. Đi. Nhưng có điều ta nói huynh biết, nếu mà huynh tới trễ thì ta không mời huynh nữa. Huynh tưởng là huynh cao chân huynh dài thì chạy nhanh sao? Chưa chắc đâu. Được, xuất phát liền đi. Đi thôi. Sao mũi huynh kìa? Ở đâu vậy? Chiều này ta dùng rồi không có tác dụng đâu. Không phải, lần này là thật đó, là sơ mũi của huynh kìa. Quan thưởng. Quan thưởng dạng tôi, dạng tôi, dạng dạng tôi. Còn dám nói là mình chính trực lắm, cẩn thận đó. Gọi cứu binh. Tiểu tử đó chạy mất rồi, bây giờ phải coi ngươi đó. Âu Dương tiểu tử, huynh chạy không bằng ta đâu. Đi. Sao hả? Mệt chưa? Có khát không? Không khát. Hả? Cho dù ta uống nước tiểu của mình, ta cũng sẽ không uống nước của huynh đâu. Ê trời, nhưng ta thấy khát rồi. Ta có nước đây, không cho huynh. Ai trời ơi, đúng là mát tới tim mà. Xin lỗi huynh nha. Đi. Sao vậy? Có mệt không? Không mệt. Không có mệt hả? Vậy huynh tiếp tục đi. Chạy từ từ. Ta nói lừa. Nghe không? Vậy ta đi trước đây. Con lừa kia, Âu Dương lừa, có bản lĩnh được cưỡi lừa nữa. Để lừa cưỡi huynh đi, có nghe không hả? Tình đáng ghét, lần trước chạy trước, lần này thì lại cưỡi lừa, có bản lĩnh gì chứ? Không chạy nữa, tôi đi cũng tới nơi thôi. Xem ra rượu tổ tiên cất giữ đã nhiều năm, lần này bị hắn uống sạch rồi. Cha mình không chửi mình mới lạ đó. Tam Hà Nguyện nha. Không đúng rồi sư muội.
Không phải đã nói là chúng ta ra ngoài dạo sao? Sao chúng ta lại quay về chỗ này chứ? Có gì đâu, thì tại muội muốn gặp Chu tỷ tỷ thôi. Trời ơi, đã một khoảng thời gian không gặp tỷ ấy rồi đó. Nhưng không phải muội nói Chu tỷ tỷ ở quận Dương Phủ sao? Vậy thì mình đi tìm cổ đi. Muội nên tới Dương Phủ mới đúng đó. Đúng vậy, huynh yên tâm, cũng không cần muội đi tìm mà sẽ có người đi thay muội. Hả? Ai? Ai đi tìm vậy? Hả? Đương nhiên là ta rồi. Nè Thu Quán, người tìm Chu cô nương phải là người thương cổ chứ. Huynh đi tìm quấy làm gì hả? Ừ, đúng đó. Không lẽ là huynh đang mong bận công việc, làm gì có thời gian đi tìm Chu cô nương chứ? Cho nên chuyện này cứ để ta đi đi. Ê, không đúng không đúng. Hey, chuyện này không phải chuyện mọi người. Nói tới chuyện ai đi nên tìm Chu cô nương về thì thì nhất định phải là tôi rồi. Trời ơi, mấy người đàn ông các người đừng có giành nhau nữa. Có đi cũng phải là tôi đi, có đúng không bà đại nhân? Được rồi, được rồi. Ta nói mấy người các ngươi, suốt dọc đường đi cứ liên tục kiếm chuyện để chọc kẹo ta. Trái một câu Chu cô nương, phải một câu Chu cô nương, thiệt là không chịu nổi. Trong lòng nhung nhớ. Đại nhân, ngài quay về rồi. Trả cho ngài nè. Giang Bổ đâu? Mấy ngày bốn quan ở kinh thành, ở nha môn vẫn bình yên chứ? Bẩm đại nhân, trong huyện nha mọi việc vẫn ổn, chỉ có điều... Giang Bổ đâu? Nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng ra. Khởi bẩm đại nhân, Chu cô nương đã trúng độc chết rồi. To gan, chưa có lệnh của bổn vương xông vào Dương Phủ, ngươi muốn làm cái gì hả? Xin vương gia tha tội. Hạ quan nghe được chuyện của Chu cô nương, cho nên mới lập tức chạy tới Dương Phủ. Ông tưởng chúng tôi muốn tới sao? Chúng tôi là nghe nói Chu tỷ tỷ đã gặp chuyện ở chỗ của ông, cho nên muốn tới điều tra cho rõ ràng. Bổn vương về tới Dương Phủ nghe con trai ta nói là Chu cô nương đó đã bị ngươi hại chết đó. Người chết ở phủ công sao lại đổ lên đầu chúng tôi chứ? Ngươi! Dương gia, bọn họ không nói bừa. Là ngươi, ngươi là tên dâm tặc. Nói mau, có phải ngươi hại Chu cô nương không? Nè, ta nói cho ngươi nghe, tốt nhất đối đang cho đàng hoàng đi. Ai là dâm tặc chứ? Ta là cao thủ Dương gia mời tới. Mà hơn nữa, Chu cô nương mấy người có quan hệ rất tốt với bối Lạc gia của chúng ta. Phủ chúng ta đối với cô ấy như là người thân vậy. Hơn nữa, cô ấy còn là cháu gái của Bình Nam Dương Phi, ai dám làm bậy chứ, hả? Dương gia, hạ quan thỉnh cầu được tới phòng của Chu cô nương xem xét. Mặc dù người chết ở trong phủ của ta, nhưng Chu Ngọc là bị độc chết từ đồ ăn Nguyễn Nha ngươi đưa tới. Để ta coi ngươi xử lý cách nào đi. Doãn Lượng, dẫn bọn họ đi coi đi. Dạ. Bành bằng Chu Ngọc cô ấy, Thuần Bối Lạc, ngày đêm đồng đuôi sự việc, nói cho ta biết. Ta cũng không biết nữa. Mấy ngày nay cô ấy vẫn bình thường mà, vẫn còn cười nói với ta. Ta còn dẫn cô ấy đi dạo, còn mua trăm cài. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Thật đó, cô ấy thật sự là tỷ muội tốt của ta mà. Chu tỷ tỷ vốn chỉ là tỷ muội tốt của tôi. Mới Lạc gia ngày mới nói tôi biết, tại sao Chu tỷ tỷ lại chết vậy? Ta cũng không biết nữa. Hôm ấy cô ấy ngồi đây nè, ngủ uống canh gà mình, ta mới từ bên ngoài về. Cô ấy còn hỏi ta là muốn cùng uống canh gà không. Ta mới nói với cô ấy đây là tâm ý của bằng đại nhân, ta không uống. Kết quả là cô ấy, kết quả... Thuần Bối Lạc, cái gì mà tâm ý của bạch đại nhân, nói cho rõ đi. Thu đại ca, huynh cứ bình tĩnh đã. Thu đại ca, để hắn nói hết lời đã. Trời. Thu Quang à, bình tĩnh lại đi. Thuần Bối Lạc, vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô ấy nói với ta là đứng dậy để lấy chén cho ta, múc cho ta ăn. Kết quả bụng ta đau quá.
Đau bụng hả? Vậy trước khi uống canh gà cô có ăn cái gì khác nữa không? Không có, ta chỉ uống mỗi canh gà thôi. Không có đồ ăn gì khác nữa sao? Vậy sao tỷ lại hết? Chính là chỗ này nè, cô ấy đã chết ngay tại chỗ này nè. Cô ấy chết thật là thê thảm. Cô ấy chết không nhắm mắt. Thật sự rất là thê thảm. Đại Nhân, ngài không sao chứ? Chưa tỷ tỷ, tỷ chết thật là thê thảm. Muội vẫn còn chưa kịp nhìn mặt tỷ lần cuối nữa mà. Sao muội đứng lên đi. Sao muội là được rồi, đừng khóc nữa. Người chết không thể sống lại được. Đừng đau lòng nữa. Được rồi. Mấy người thật ghê đừng có diễn tuồng nữa. Người nói cái gì hả? Ta nói gì hả? Mặc dù người chết là phụ của chúng tôi, nhưng mà canh gà là cho các người đem tới mà. Người nói cái gì vậy? Chúng tôi và đại nhân mới từ kinh thành về đây, sao có thể đem canh tới chứ? Sao có thể chứ? Người không tin phải không? Không tin thì hỏi Bối Lập Gia đi. Là như vậy nè, Chu Ngọc nói với ta là Châu Nhi nhận lệnh của Bành đại nhân hầm một nồi canh gà đem tới đây, nên cô ấy thấy rất là vui. Cho nên cô ấy uống rất là vui vẻ, cười nói rất hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ sau khi uống xong, cô ấy đã... Chu tỷ tỷ à. Người chắc chắn là Châu Nhi sao? Đương nhiên ta chắc chắn rồi. Chính mắt ta nhìn thấy Châu Nhi đem canh tới. Không chỉ ta nhìn thấy mà cả hồ tiền công phủ đều nhìn thấy. Không tin các người đi hỏi đi. Làm hết hồn mà. Mạnh mặt thân là quyền lệnh quyền tâm hả? Chuyện như thế nào ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Đại nhân, vậy chúng ta về trước đi. Bành đại nhân à, người nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ đó. Được rồi, Bối Lập Gia. Hồi nãy ngài cũng nghe Bành đại nhân nói rồi đó. Ngài nói là sẽ xét xử công bằng mà. Ngài đừng đau lòng nữa được không? Đừng đau lòng nữa nghe. Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi xa đi, đồ đáng ghét. Dẫn phạm nhân lên. Dẫn phạm nhân quy u. Người quỳ đó lại. Biểu thiếu gia. Quy u. Châu Nhi, ở trên công đường thì không có thân thích, kêu đại nhân đi. Đại nhân. Người quỳ đó lại. Nô tỳ Châu Nhi cầu kiến đại nhân. Châu Nhi, bổn quan hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật. Vụ án Chu Ngọc trúng độc mà chết là bởi vì đã uống canh ngươi đem tới. Nói, tại sao ngươi lại đem canh tới cho Chu Ngọc chứ? Châu Nhi, muội đừng có sợ, muội cứ nói hết những gì muội biết là được rồi. Đại nhân, bình thường Châu Nhi là một cô gái rất ngoan ngoãn, mặc dù cái chết của Chu tỷ tỷ làm tôi rất đau buồn, nhưng mà Bạch Như Sương tôi tin là Châu Nhi tuyệt đối không thể nào hại chết Chu tỷ tỷ được. Đúng vậy Châu Nhi, cô đừng sợ, cứ nói thật đi, có phải là tiểu thư của cô kêu cô làm không? Ê, Dương Đại Hiệp, huynh có biết không, trên chốn công đường không được nói nhiều. Chúng ta nói như vậy thì là đang mớm lời cho phạm nhân đó. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy. Nè, mọi người cứ bình tĩnh hết đi, để đại nhân người xử lý được rồi. Châu Nhi, người đưa hết bộ việc đi. Đại nhân, Chu cô nương tốt với Châu Nhi như vậy, làm sao Châu Nhi lại hạ độc giết cổ được chứ? Hôm đó Châu Nhi hầm canh gà cho tiểu thư uống, Châu Nhi thấy canh gà còn nhiều nên múc ra một nửa đem cho qua Chu cô nương. Kết quả lại nghe như mọi người nói là Chu cô nương cổ đi rồi.
Trong lòng Châu Nhi rất bất an, còn tưởng Chu cô nương mắc bệnh gì lạ, hoàn toàn không ngờ tới là Chu cô nương vì uống canh gà của Châu Nhi nấu cho nên mới bị chết. Châu Nhi, canh gà là muội nấu hay người khác kêu muội nấu vậy? Canh gà đó là do Châu Nhi đã nấu. Châu Nhi, ta hỏi ngươi là ai đã múc canh ra? Cũng là do Châu Nhi múc ra. Châu Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, từ lúc nấu canh tới lúc múc canh, tới lúc đem nồi canh gà tới quận Dương Phủ, ở trên đường đi ngươi có từng tiếp xúc với ai hay không? Toàn bộ là do Châu Nhi một mình làm, chính tay Châu Nhi nấu canh, do Châu Nhi múc cũng là Châu Nhi chính tay làm cho Châu cô nương uống. Nhưng mà sau khi Châu cô nương uống canh gà rồi thì qua đời. Chuyện này hoàn toàn không thể nào. Châu Nhi, bốn quan đã điều tra rõ là Châu Ngục thật sự là đã chết vì uống canh gà. Châu Nhi, ở trên chốn công đường ngươi nhất định phải thành thật khai báo, nếu không bổn quan ta phải dung hình với ngươi. Đại nhân, Châu Nhi không có. Đại nhân, ngươi đừng dọa cổ. Tôi thấy Châu Nhi cô nương là bị quan thật. Đại nhân, ngài là quan tốt công chính liên minh, ngài phải điều tra rõ ràng. Đúng đó đại nhân, nhị sư huynh của tôi nói rất đúng. Ngài coi Châu Nhi cô nương đáng thương chưa kìa. Nếu như ngài còn hù dọa cô ấy thì sẽ hù hết thần trí của cô ấy đó. Ở trên công đường, bổn quan tự biết phải làm sao. Hai người hãy lui vào trong trước đi. Dạ, dạ được đại nhân. Đại nhân, có nên dạy Châu Nhi xuống đại lao trước cho chúng ta điều tra rõ ràng mọi chuyện mới định đoạt sao không? Người đâu? Dạ. Dạy xuống dưới. Rõ. Như Sơn tỷ tỷ, Như Sơn tỷ tỷ cứu muội, muội không có giết Chu cô nương. Như Sơn tỷ tỷ cứu muội. Bãi đường. Đại nhân, tôi thấy là chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy, biểu muội của đại nhân bình thường đã rất đố kỵ với Chu tỷ tỷ, chắc chắn là cô ta hại chết Chu tỷ tỷ, còn để cho Châu Nhi chịu tội thay. Hương Vũ, Như Sương, ta biết là hai người thân với Chu Ngọc, cũng cảm thông Châu Nhi, nhưng mà ở trên chốn công đường này chúng ta phải nói luật pháp và chứng cứ. Còn Châu Nhi từ đầu tới cuối đều không hề nhắc tới Trần Cúc, chuyện này sợ là không liên quan gì tới cô ta. Đại nhân, nhưng chỉ dựa vào một phía Châu Nhi cũng chưa thể tin được, vì bảo vệ chủ nhân cũng có thể nói dối. Đúng vậy đại nhân, biểu tiểu thư gỗ bình thường đã không tốt với Chu cô nương, còn Châu Phi bị kẹp ở giữa cũng không còn cách nào khác. Chúng ta nên mời biểu tiểu thư tới đây hỏi cho rõ ràng. Ta cũng có ý này. Mạnh Hưng, có người đi kêu biểu muội tiểu thư tới đây nói với cô ấy là cô ấy có quan hệ với người tình nghi nên phải tới bổn quan để hỏi chuyện. Dạ. Cổ là chủ nhân của Châu Nhi, bình thường đã hung dữ với Châu Nhi rồi, cô ta còn hung dữ với Chu tỷ tỷ, bây giờ đã xảy ra chuyện này đương nhiên phải tới để làm chứng. Đại nhân, tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định là có liên quan tới cô ấy. Đúng vậy đại nhân, tới chừng đó ngài đừng có mà mềm lòng nhẹ tay, nhất định phải báo thù cho Chu tỷ tỷ. Hương Vũ huynh, Như Sương, cũng may mọi người là bằng hữu của đại nhân, nếu không thì ở chốn công đường phán trước khi ra sẽ bị đuổi ra khỏi huyện nha đó. Hương Vũ, Như Sương, hai người yên tâm đi, nếu như chuyện này thật sự có liên quan tới Trần Cúc, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nhất định sẽ trả lại công bằng cho Chu Ngọc. Đại nhân, đại nhân, thế nào rồi, người đâu? Biểu tiểu thư cổ, cổ không chịu tới. Bổn quan lấy thân phận gọi người liên quan tới hỏi vài câu hỏi thôi, tại sao không chịu tới chứ? Tôi cũng nói với tiểu thư như vậy, nhưng mà biểu tiểu thư vừa nghe nói là tới đại đường huyện nha thì lập tức đuổi đánh tôi đi, sau đó thì đập đồ đạc, rồi sau đó tiểu thư tiếp theo đó thì sao? Sau đó ngất luôn rồi. Ngất luôn sao? Diễn hay đó.
Như vậy càng chứng minh cô ta có tật mới giật mình.